Đây là món ba tấu gà Nhi làm từ nấm, ức gà và các loại hạt. 2 tuần qua mình đã biến mất một cách bí ẩn. Mấy bạn hỏi Nhi là làm gì mà không ra video. Thật ra là Nhi đang cho Nhi với lại mấy bạn một khoảng lặng. Nhi làm video riết Nhi bị khờ luôn. Mà mấy bạn coi video riết mấy bạn cũng lú. Hôm nay là Nhi trở lại tình trạng minh mẫn hơn rồi. Nên là Nhi sẽ tiếp tục công việc sáng tạo video. Nhìn cái vườn rau này tức không? Cố tình trồng rau rau không nở. Vô tình bón phân cỏ lại lên. Nhổ mà xà lơ một cái là không phân biệt đứa nào là cỏ đứa nào là rau luôn. Bữa hổ mình làm clip mình kể với mấy bạn nó là cây sake. Mà mấy bạn không mình nói quá trời mình giác ngộ luôn. Thì ra nó là cây chay. Từ trước tới giờ mình chưa có được ăn cây chay á. Để thử coi. Mình cắn miếng đầu tiên cảm nhận được vị chua nhưng mà mình vẫn chưa có tin vào năng lực phán đoán của bản thân lắm. Mình cắn miếng thứ hai, má nó chua lẹ chua lét. Chắc là quả này mới dậy thì chưa có chín đâu, để mấy bữa nữa mình thử lại. Ăn có một quả chay dính mũ tùm lum. Nó đó, con bé Na đó, bữa nó đưa đít mình gãi. Cái xong TikTok xóa kêu là mình có hành động không đúng đắn với nó. Mà mấy bạn coi nè, là đứa nào không đứng đắn với đứa nào. Gãi một hồi nó cũng quay lại nó đưa cái đít nó vô. Mơ đi em, ải mì cẩu này chị vượt qua rồi. Nó đang đi xin ăn á, ly súp cua của người ta có một cái trứng cút à. Mà nó đứng nó xin bằng được. Cái nết y chang con bạn thân lúc mà khui cái bịch bánh tráng trộn luôn. Dạo đầu vậy đủ rồi. Bây giờ tụi mình sẽ bắt tay vào công thức làm pate từ ức gà. Mà trước khi nấu một món ăn thì các bạn cần phải đặt cái tâm vào, tâm huyết, tâm sức và cả tâm linh. Đây là cái xô mà Nhi hay uống cà phê. Nhi pha loãng với nước nữa nên là cũng không có cái gì đặc lắm. Mà đây là cái giò lọc nước uống của nhà Nhi á. Mấy lần trước khách vô nhà chơi cái mình rót nước mời khách không ai chịu uống hết. Mình tưởng là khách không khác. Mãi sau này mình mới biết là khách tưởng mình rót nước lã ra mời, không có đâu. Mặc dù là cũng không có hiếu khách lắm, nhưng mà từ sâu bên trong tâm hồn tôi vẫn có sự tử tế và lương thiện. Thôi mệt quá dắt vòng vòng đi cảnh hoài. Và đây sẽ là công thức làm pate ức gà. Nấm mỡ và nấm đùi gà, hành tây, ức gà, rất là nhiều tỏi, các loại hạt mà bạn thích. Đây là hạt mít của hãng. Tháng này Tây Nguyên Food Việt Nam chưa có chuyển tiền tài trợ nữa, không buồn nhắc tên luôn. Nhi sử dụng 400g ức gà, coi nè, cân đúng nghe, không có buôn gian bán thiếu à. 100g nấm mỡ và nấm đùi gà, 120g các loại hạt mà bạn thích. Coi nè, hộp nào hộp đó bự như cái đùi gà. Cái đoạn này hình như ăn cái gì mà trét lên camera sao á, nhìn nó mờ câm à. Nhi dùng 3 lát bánh mì gạo lứt ngâm với lại sữa tươi không đường. Bánh mì sẽ giúp cho pate của mình mềm xốp ẩm hơn rất là nhiều á. Dùng dầu ô liu hoặc là bơ thực vật nếu mà bạn muốn. Cho rất là nhiều tỏi vô phi thơm cái xà. Sau đó là phi thơm hành tây, chỗ này là một củ á. Bạn cho nấm và ức gà vào nghe. Ướp trước cũng được mà không ướp trước cũng được. Gia vị nêm nếm gồm có hạt nêm, nước mắm. Hồi nãy như phi thơm rất là nhiều tỏi rồi, nhưng mà cũng phải cho thêm bột tỏi thì nó mới thơm được. Và không thể thiếu đó là tiêu. Tiêu làm cho pate rất là dậy mùi. Ăn heo thì cũng phải có gia vị chứ. Chỉ có nấu pate cho mèo là không có gia vị thôi, bởi vì mèo mà ăn gia vị là sẽ bị rụng lông á. Ủa mà ví dụ người ăn gia vị nhiều thì có bị rụng lông không trời? Ví dụ mà ăn gia vị nhiều mà bị rụng lông là mình ráng ăn để đỡ đi quắc luôn. Các loại hạt thì các bạn có thể ngâm qua nước, mà nếu không có thời gian thì mang đi luộc luôn. Thấy cái gì không? Sao mà thấy được? Hơi nước bốc lên mở hết camera rồi. Cho tất cả mọi thứ vào một cái cối xay. Mấy cái hột thì Nhi luộc tầm 10 phút. Đừng có quên cái bánh mì ngâm sữa nghe. Cái lúc mà xay á, mấy bạn thích ăn pate mịn hay là pate nhuyễn thì cứ tự điều chỉnh nghe. Trời ơi, xay xong một cái là nó ra mùi thơm với lại hình thù của pate rồi á. Xịt một lớp dầu balm không calo chống dính. Đổ tất cả vào khuôn, dàn chặt xuống để khi mà hấp xong pate sẽ dính lại hơn. Nhi bọc màng bọc thực phẩm và cả giấy bạc luôn. Cách này sẽ giúp pate mềm ẩm, không có bị khô. Cái nết của chồng Nhi nè, ăn hết rồi còn có đúng một chén cơm. Không ấy mình vét nồi mình ăn cho hết. Còn ví dụ không hết thì mình đổ rửa dùng vợ luôn đi. Nhưng không, lúc nào cũng để lại đúng một chén để đỡ phải đi rửa nồi. Pate Nhi mang đi hấp 40 phút. Ê, mấy cái trứng lộn này mẹ Nhi mang lên từ 2 tuần trước á mà quên ăn. Còn đúng 7 cái trứng lộn. Nếu như đoán không nhầm thì tụi nó sắp đẻ ra rồi. Nếu mà tụi nó đẻ thì Nhi sẽ nuôi. Con này kho sả, con này nấu chao, con này hấp dừa sim, con này nướng muối ớt, con này nấu cà ri, còn một con nữa là bún măng vịt. Sau 40 phút xong rồi á, hấp xong tự nhiên ở bên ngoài mưa gió bão bùng, yêu quái nơi nào xuất hiện. Ngủ không, bảo vệ sư phụ. Để cho nó nguội hoàn toàn rồi mới bắt đầu ụp ra nha. Nó còn nóng ụp ra là đường đứa nào đứa đó đi luôn. Pate nó mịn thơm mướt ẩm. Bánh mì phải có pate, Thu Nhi phải có máu dê trong người. Làm dễ lắm, ngon, giàu protein với lại chất béo tốt nữa. Pate này mấy bạn làm bảo quản trong ngăn mát từ 3 đến 5 ngày. Sau 3 đến 5 ngày thì vẫn ăn được, nhưng mà dễ chảy. Còn nếu bảo quản ở tủ đông thì được 1 tháng lận á. Công thức này là Nhi gom góp Nhi lượm ở trên mạng mấy bạn chỉ trước. Cái xong rồi là Nhi lượm nhặt mỗi nhà một chút. Mấy bạn có thể làm cách này ăn cũng ngon lắm nè. Gì nữa đây cha, ổ cắm 3 lỗ. Ổ cắm nhà Nhi toàn 2 lỗ không. Cái thứ mà duy nhất nhiều lỗ nhà Nhi hiện tại, nó là Nhi á.